thích làm YouTube ha. Cây nó đi bóng cây xong cũng quay mới lên cho người cây nó cũng đi hiện giờ còn cái nít cái nít cái này cái đó chứ mà còn cái nó ba quay nó được rồi bây giờ nó bụng chết cái điện thoại dưới nước rồi nó không quay nữa. Cũng như là ước mơ của anh hồi lúc đó là ước mình được làm YouTube hay đi quay phim ha, là đi bóng cây đầu quay phim nữa ha. Mấy ngày trước anh có nói chuyện với ông không? Có ngày hai ngày trước có nói là mấy anh ơi, em bún tay hết nổi rồi. Giờ tay chân em bún rủng hết rồi. Thằng ơi. Để em làm gì nuôi con nổi nữa. Trời ơi, tội không? Mới nói là bây giờ cái tiền mượn ta đi. 50 cái lập cả lốc, lập theo tao nè, anh đi. Thằng ơi. Kiếm bảy cũng được hai ba ngày đi kiếm được cũng hai ba trăm bốn trăm cũng tốn được tiền năm trăm. Em giờ bây giờ không có ngàn tú để lấy mà mua mượn ngày đó ngày đâu cho mượn. Là những lúc mà anh mệt, anh đi làm mệt thì anh than ha. Mệt than mà không dám nói vợ con, sợ vợ con buồn. Anh nói này cách đây lâu chưa? Mới có hai ngày thôi, ngày tới ngày hôm sau đi làm rồi về. Về cái em dọn tự nhiên em thương khiến gì nữa có niềm gì mới dọn cái hộ đó trong bông cầu em nó phá ra cây em dọn em tống hết nên em sợ em cúng mấy con cá rồi nó thấy gì cũng xịt thuốc vòng nhà rồi xong cũng sao là nó đi bây giờ là nó bị luôn. Vậy là trước ngày anh mất là anh chiều dọn ra bỏ rác xung quanh nhà hết trơn luôn ha, xịt thuốc này kia hết tự dọn trước luôn hả chàng. Vậy như cái đệm vậy ha, cái đệm như đó rồi tự nhiên cái hồi đó giờ em có đâu có bữa đó tôi tờ nợ nặng nực quá em không làm nữa. Ra ngoài này cũng dọn văn hồ này đó giờ em đâu có không làm đi nên đặt cá đặt này kia bữa đó em nghỉ đặt cá đặt lương rồi em chạy em dọn đó thua gần cái đệm vậy. Cái niềm mơ ước của mình là muốn làm được cái nghề YouTube ha. YouTube còn quay YouTube luôn luôn. Có làm lần nào chưa? Có quay lên đăng lên luôn. Đăng lên là được có như một clip, hai clip gì đó, hai clip gì đó. Anh thường tâm sự với anh nhiều không? Nhiều lắm, anh em tại chiều nào cũng ngồi hai anh em cũng phải đi hai liệt phê cũng nói chuyện đăng á. Là cũng như hai ngày trước anh có chối trước rồi ha. Tự nhiên không có gặp đói, tự nhiên nó nói giống như cái nhiệt điểm giống như cái nói em làm hết nổi hết rồi, em cứ con nghĩ nó cây quá. Rồi vậy là nó có điểm trước rồi. Chắc như là sức, biết cái sức là hết nổi rồi. Đúng rồi, đúng cái hàng đó đó, đi với hàng đó, hàng đó bó cho nó, đó hàng đứng đó. Đi bó cho nó là bữa đó uống cái này bên Cần Thơ đó, là nó đi về không nổi luôn. Nó đuối, đứng lên được. Cúm hay chừng nữa. Quá sức rồi. Anh nghĩ sao anh bún từ sáng tới chiều mà anh quỳ từ sáng tới chiều đâu làm. Quỳ từ sáng tới chiều đó cũng không nghỉ. Mình bún cái gì anh? Mít con tàu đó. Bún con á ha. Mít sầu riêng, mình chơm cũng bún hết, gì cũng bún hết. Chắc là không dám hang với vợ, sợ vợ buồn quá. Buồn. Có nhiều người ta thắc mắc nói tại sao anh trẻ không đi làm công ty hay vợ chồng không đi làm công ty anh có thể chia sẻ giúp ha. Tại làm công ty nữa cho nên làm công ty hết vốn đi qua tiền tọ tiền ăn này kia với đâu làm ngoài không dừng ở đó nó cũng đi làm mười mấy năm rồi đâu có dư đi có đi làm rồi ha. Chứ có đó làm thành phố á rồi làm như tiền ăn tiền tọ nữa không biết như là lãnh lương được có 6 triệu ăn uống ngày kia đứng 4 triệu tháng với lại còn con nữa rồi con đó như là sao rồi con đâu đủ thành cho mày muốn cây này nếu mà chịu vấn cái gánh sức lực tính á thì một tháng là nó sẽ ăn bệnh kiếm những như tương cây nhiều đúng rồi mình đem đồ nghề đồ heo hả dạ có dao mấy cái còn đấy luôn đâu để đâu nghề đồ nghề lại luôn hả lấy lên cho đồ nghề đây đứng coi đứng đây cậu lấy sao đồ nghề lấy đâu đi ra ngoài đó chỉ khó cho đi lắm qua dọn ở đâu tám đây cậu lấy sao khó đi lắm để rồi, vậy là anh có tâm sự với anh mấy ngày trước rồi ha. Có. Muốn ý định bỏ nghề để mà làm cái gì nhẹ hơn. Em nói cũng nói vậy hả? Giờ chạy em thì đâu có làm gì nậu cho em. Kiếm đâu làm nạn. Em đặt mua mấy lọc lắp cho mẹ đó. Em đặt chị em đặt lương. Gắn xuống thêm đó. Tướng em trai nó bự không? Bự nhanh gì không? Nhỏ con em. Nhỏ hơn nữa hả? Ba sáu rồi. Vậy anh nhỏ hơn thì nhỏ dữ lắm rồi. Nhỏ lắm. Nhỏ tính nó cao đúng nó sáu rồi. Em nó 65 nhưng nó 6 rồi. Là nguyên cái bộ đồ nghề của nó. Đó, nó còn đợi nguyên vậy luôn đó. Chú cho nên là lấy một cái. Chú đem đây. Cái này, cái này. Để mình chú đưa đem. Đây cái này là nguyên bộ đồ nghề của nó nè. Nhưng mà thiếu cái dao. Để đầu cây ha. Cái này nguyên cái bộ đồ nghề đó luôn. Đúng. Để anh cứ ngồi xuống luôn ha. Đó. Cái này là dao này dao cuốn cây nè.
Còn cái này là hai cây này là cái dù che để cho nó mát mà nó bứng á. Bứng cây mấy cái cây kiển cây cây con á, như mấy cây sầu riêng đó. Còn cái này là bứng nha. Còn cái này là hai cây này là để che cái dù để cho nó mát nó bứng đặng đỡ mệt chút xíu á. Rồi anh bứng là đi ăn cây hay là ăn ngày? Ăn cây á. Ăn cây được bao nhiêu? Sản phẩm nha. Một cây gì cũng được 400 tờ đồng. 400 đồng cây à? Đó. Gì trời. Còn cái dù này để nó là nó che để cho nó mát. Bứng hai cây thịt cá chứ không bứng. Mà ba bứng tổn đó mình. Cũng như là bốn con dao mà sớm là bà gì đào thì đào cái cây đây một thời gian mình bị hở hở quanh tim muốn như nó kẹp dùng lực chứ nó ăn chứ nên sớm là đất dẻo quá đào không nguyệt cho nó là dẻo quá nên lấy một con dao rồi dao rất lớn dao dài nữa cái dao này bốn con lận nhưng mà lấy một con để đào cái viên nó dài hơn bự hơn còn ba con này là bứng mít bứng mít thôi cùng chơm còn này là dù để che che viên con mà bứng cây vậy là có bứng thường không ha. Một ngày bứng là khoảng một tuần nghỉ chứ đâu bứng vậy vì cây đâu bứng hoài lúc đây bứng nếu một ngày khoảng độ hết xích luôn nhiêu tiền nếu ngày bứng hết là cơ hàng khoảng cỡ 500-600 là bỏ nghỉ mấy ngày nha là nghỉ khoảng một tuần trời ơi nữa chứ phải cây đâu bứng nhiều đâu bứng hoài được đâu đâu cây được bứng hoài để cho nằm là nguyên bộ của nó đó nguyên nước mặn cái này nguyên bộ nó là khi nó bó lại rồi nó đi ra đúng cây nha cả nhà đúng cái cán nó o luôn rồi đó mẹ nó cán nó quay giờ quay lúc nãy tay trên chai chai hết chai tuần như thế không anh được mấy anh em nặng cả ba anh ba anh em trai ha nó là con kế rồi con nhỏ kia vậy là hai anh em trai một em gái ha bây giờ là em mất rồi còn có mình anh ha em mốt là hết đây tâm sự rồi hôm nay được giống anh em với con cậu sợ không giống nó lớn đi đâu em cũng không biết đó đó cái này sống là lấy của nó là đào đào cái việc cho nó nè là cái dao này là lớn nhất của nó là nó muốn cái sầu riêng á cái sầu riêng con là đó tôi đào việc cho nó lấy lấy ra là tôi làm ra tôi ra là làm cho nó luôn đó vì đó cái dao đó là lớn nhất cái dao là bún sầu riêng cái này bún sầu riêng nè rồi anh cũng có vợ có con này ha có một vợ một con vợ con ở nhà gần này không dạ dạ đây con đó ha thầy ở rồi mai mốt là cái nhà nó dở luôn rồi cái nhà nó dở rồi ở bên mé này hả rồi hiện bây giờ thì anh làm gì đực lương đực cá ha hại vô bao phải hả anh hai anh em cũng khổ dữ ha anh là gia anh nha anh mà còn anh nhìn thấy anh nhỏ con mà em còn nhỏ hơn nữa cả nhà năm mấy năm chín nữa mà lồng lắm tới lâu tay anh cho em hỏi cái này nè có nhiều người là nói là cho rằng là gia đình nghèo rồi sanh nhiều con thì anh cha anh Hạnh á có bao giờ tâm sự với anh là khi mà có con nhiều anh có tâm sự gì với anh không lý do sao không lý do là một con nếu mà thấy bầu là ngoài ý muốn dạ tại cái lúc mà em cũng nhỏ em á gặp nạn ở bên Sài Gòn ở ngoài Vũng Tàu á đưa lên chợ Giấy bên người ta nó nuôi cái bữa đó nó đi nó mua anh đem nó hút đầy mua anh đem những cái thuốc của nó rồi nó rồi sau nữa nó ngoài ý muốn đó chứ không phải là nó muốn để con mẹ nữa tại vì anh ra ngoài quán nãy nghe nói là ảnh gầu gỉ ngoài luôn á anh ngồi quán gầu gỉ ngầm bữa nó ngồi có mình mất ghế ngồi nó gục nên hút thuốc nó gục đây nè thì khi hỏi nó không nói buồn tại vì khó khăn rồi có ngoại có thì mình bé nữa rồi không lẽ thì nuôi sao nổi tại vì có nhiều người ta nhắn ta nói tại sao nghèo mà đi sanh nhiều vậy đó đứa lớn đâu thì đi nào ba đặt tay con viên mà nó thêm công cụ cái đó lúc mà nghèo đó mới có 6-7 tháng có 7-8 tháng mà nó nuôi đứa vợ luôn mà nó thêm công cụ nó hương lắm không có đứa này có đứa kia cũng có chứ không phải mà công cụ còn rẻ mày tao không phải vậy nó hương con lắm về là con sữa con người tải hai đứa con đó mà ăn ngủ không dám ăn nó thì bún cây rồi nhịn đói luôn đâu cần sẽ ăn đâu mẹ mới thấy mùi nó rồi trời ơi vô tội không đói muốn đó mà bánh nước có mấy ngàn ha
xin đâu hết tiền kẹt tiền lắm, xin mẹ mẹ có tiền một năm chục mươi tám. Ừ. Mẹ có cho mượn. Từ như vậy sao là hết nhiều tâm sự. Còn mấy mùa hiếu ở đây, để bà kia mà hướng với mùi, bà bán hiếu đó là hẹn cái mấy thứ sắp này được đây luôn. Nếu là hẹn cái hàng, cái ba gì vậy. Mà nó qua đây, mà cho nó gặp đó. Đấy, cô như đất chạy, chị như đất nghe cho nó, mất lại đừng hết đó. Cho nó luôn ha. Ừ, tội không? Nên nó mượn khi bữa tàu cá này có cá, nó mất, nó đập, nó mất, nó ra, nó cứ đập, nó mất, không còn một lệ, có mấy ngàn đồng rồi. Ừ. Rồi đâu có mọi câu qua anh ba, mượn tiền, đi câu, nó cho mượn tâm nghề, nó mượn tiền. Ừ. Không có tiền, mất, nó chết, còn 6 ngàn, nó mất. Ừ. Rồi bên nhà em, nó cứ bông, không còn ngàn nào, nó mượn tiền, nó mượn tiền, nó khổ nữa. Lại mượn, mẹ mượn thay, rồi đưa xe cấp cứu, mượn tiền, mượn tiền. Rồi thôi giờ thì anh cũng giữ gìn sức khỏe ha, để còn lo cháu của mình nữa ha. Rồi.